không vãi le. Ta bay xuống trước. Biết cách bay rồi đấy. Súng bắn lên trời nha. Này thả đạn này. Ui, chúng nó bổ nhau này. Vãi cả lìn bồ cào. Gì nhỉ? Bể bơi nhá. Có giáp. Thằng lấy xe chạy kìa. Bể bơi hai thằng nhá. Một thằng xuống rồi đấy. Hai thằng. Sao? Alo. Alo. Em bị lag rồi em ơi. Ôi ca nữa này. Vậy liền. Ờ thì anh hỏi sao thì em trả lời như vậy đi. Ở trên nhắn á. Anh nhiều nhiều lắm em ơi. Anh không biết là em là ai hết. Tại anh nói tên họ nhiều lắm. Thì em tư vấn đi. Thì em tư vấn đi. Xe. Nó đến này. Chết luôn. Alo, em cứ nhắn tin cho anh đi. Được ạ.
Tao hết đạn 5 nha. Sẽ đồ ấy, đồ nó không ấy. What the f... Đéo hiểu kiểu gì luôn, đéo hiểu. Tao thề. Game phải lỗi với Lìn, rõ ràng dừng xe rồi nhá, tao nhảy ra hẹo. Ảo vậy. Rồi, có rồi, có rồi. Ở dưới. Tao nghe đây, bố đang lên này. Thằng nữa ở dưới. Ngay sau gara xe ấy. Yếu rồi. Ủa ôi. Đi chết. Một vạch. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đi mẹ nát giáp luôn. Thằng Bill ấy cũng có ca. Ui lắm đạn 7 thế. Đéo có đạn 5 à. Ơ à, đồ đạc đâu hết rồi. Được 30 viên bẩn thì bắn cái gì. Mất hết cả giáp. Máu ơi, nhặt máu à. Tao nhặt. Thằng vé nó mày coi thì mày coi, mày coi thôi, mày cứ ngồi mày cứ... đầu. Thằng lại văng giáp luôn. Thằng lầu này nhiều máu quá. Tao 4 phớt rồi lại đi. Kiếm cái nào thì mẹ, chỗ nào có giáp này. Lấy Boki nó mà đi thì mẹ. Thôi đi hai xe đi. Nhìn trông thế thôi nhưng mà để mà so sánh với PUBG Mobile là đồ họa khác hẳn đấy. Nhưng nhìn nó kiểu đẹp mà. Ừ. Nhìn bà nghe bảo nhìn na ná thôi nhưng mà thật ra là đẹp hơn nhiều ấy. Quán này chỉnh sửa rất là nhiều rồi. Trời ơi, lút rồi. Để lại lon nước này. Uống luôn. Ừ, nhưng mà mẹ tăng máu chậm vậy cái. Lút rồi, thôi đi chỗ khác lút đi. Tao bay cả giáp 2 rồi. Có tiếng nha, có tiếng súng nha. Ở bên ta,
Có gì lấy mũ nhá, để tao giáp đi. Ôi rồi, thấy ngay đây luôn. Ngay trên mái nhà. Đen nó đen thì nó rơi mẹ trên mái nhà thì thôi khỏi nhặt. Xe đến. Láo. Mái nhà thật. Ok, ta hết mẹ đạn xanh rồi. Xa xa bắn kìa. Không rồi. Khu nhà bắn đấy. Đấy, có giáp ngay. Đấy, tao chơi bọn này á. Nhà Doraemon nha. Nốc ngay. Công ơi, công ơi. Vào bên trong. Làm sao mà ấy được. Mấy nó bắn bỏ mẹ mày. Nó mà cứu xong cắm bắn bỏ mẹ mày. Từ tao ném quả nét lên xem có văng xuống không. Đéo văng luôn. Thính hỏng rồi. Này, đây. Má nhà nó. Doraemon đéo dám nhìn nữa. Đi thế. Không thể nào trèo lên được mái ta. Bấm trèo lên mái không được nè. Quá thử biết. Hên xui, cao quá sao lên. Đi ra tao lên lên hở rồi mà. À lấy cái xe vô đứng lên cửa, đứng lên cửa. Lấy cái xe vô đứng lên cửa, đúng rồi. Cái xe vô. Đau quá. Không phân vãi đi mẹ. Khẩu gì đấy? K14 bắn không? Không. Có X8 không? Không phân vãi không có. Thế thôi. Nó bắn kìa. Tiếp. Bị mẹ nó thò mỗi tí miếng miếng. Bị mẹ mày. Rồi một phát rồi. Bên này có hai, bên này hai thằng đấy. Thằng đấy nó đâu ta? À, còn nó kìa. Bỏ ra. Xe. Xe.
Công nhau đi. Đi đi đi. Mày đi chơi, tao đi Boogie. Xong rồi. Còn dưới lên này. Ngoài. Ngoài. Rồi xong. Đệt vẻ. vui. Hỏng giáp 2 rồi. Giáp 3 xài được. Cái thằng ở trên đó tao bắn quay đầu luôn, nó ba. À. Tao lên là thấy hai thằng chết mẹ rồi, xong rồi mẹ thấy thằng bên phòng trong nữa. Tí thì tao dẹo. Tao tưởng tem úp chứ. Không có. Không có nha. X8 à? Lên đây. Đây. Hai xe. Cái được mạng ha, té đây. Đằng sau bắn nhau. Ngoài bo bắn nhau mẹ. Tao hít được mạng rồi. Bye bye. Đi về ké được mạng. Thôi thấy rồi, thấy rồi. Đang nhặt. Nóc 1 này.
Lại Chibuku. Lại Chibuku. Chòi nhá. Mày bắn chòi đúng không? Không, không, tao không bắn. Đây là chòi thằng khác à? Chòi khác. Ok. Lại là Chibuku. Ồ, thỉnh mới, giáp mới. Tội vãi lìn. Ông Chibuku ông đen vãi lìn gặp mình hai phát. Số nhỏ. Nước này. Thằng Kiều Dương 488 nha. Sát thằng lồn nó đâu rồi mày? Hả? Hai trai thằng trên nhà ấy. Nó lên nhà nhanh vậy. Ừ. Vào nhà còn đi mẹ định lút đồ thêm. What the fuck? Đéo hiểu. Tao bắn nó như thế. Tao bắn cho thằng ngồi sau gần rụng luôn. Tiêm đống nước. Mấy kêu rồi, mấy kêu rồi. 11. Tao phám rồi. Dần dần quen với game này đấy. Nó nhảy lên mái nhà nhỉ? Nhảy. Nhảy. Ít mẹ bị chân yếu quá. Không được, không được, Mobi không nhảy được. Có khi nào nó ra bạn thốc cho mai, mai ra bạn thốc té không ta? Hên xui. Bố mình chụp ảnh rồi nhá. Tao chụp ảnh rồi nha. Nói là phải làm nha. Đàn ông là đàn ông nha. Để lời mà nói nha. Đừng có nói tầm bậy là mất cu như chơi nha. Đừng nghe mấy cưng. Check ngoài bo xem có thằng nào chạy. Thằng lồ mày đủ má mày. Mày thò ở đâu mày? Ở đâu ấy? Trời. À. Nó ngồi tròi nãy giờ luôn đấy. Nhìn tiếp đi. Tại ngứa mắt tao, tại vào tao công luôn bây giờ. Thôi bình tĩnh, còn 10 thằng. Top 1 tao điệt tất cả bạn gái trong lớp. Ok. Nhớ nha, nhớ nha, nhớ quay clip lại nha. Nói là phải quay clip lại. Tao bình tĩnh. Nói xuống là không quay. Nó 105 nha. Tiếng súng hướng 105 nha. Hai thằng rồi. Bên góc mình clear hay sao mà vắng thế nhỉ? Vô thằng cốp lâu quá nhỉ? Tí lấy xe ra chặn. Hãy
Được, tao coi xem thằng này nhìn đều nữa. Hết nhìn đều rồi. Sợ rồi. Bò đi, bò lâu quá. Nên nhớ nha, tao là tanker nha. EK bấm B auto được này. Hướng. À. Chắc hai thằng, thằng trên thằng dưới đấy. Bò nó thì mẹ. Giờ tao lấy xe. Lấy xe đây, tao có buggy này. Mình đâm thẳng lên đồi đây. Ôi địt mẹ, sau tao có thằng này. Đang chạy bo một viên này. Đừng bắn tao nữa. Đây đây đây. Đéo có smoke hay sao ấy, đéo có. Thò ra thịt mẹ mày. Thịt mẹ mày, tao ngứa mắt mày nhá. Đông một này. Đừng bú nước đấy. Thằng nữa hình như ở ngoài ấy. Trên đồi, chạy lên đồi rồi. Hình như thế. Địt mẹ bỏ bạn chạy lên đồi. Mất dậy. Ơ, đồi team khác. Đổi team khác nhỉ. Chết luôn. Ờ còn hai thằng thôi. Hai thằng dưới mấy gốc cây ấy. Sáu kill. Let's go baby.